Vậy đó, để mọi người nhớ tới chung. Nếu mà nhớ tới chung thì mọi người ủng hộ vé dùm chung nha. Nó thời hổm rồi, tụi nghiệp cũng từng này không vô dung diện. Đôi băng vé ế, cắt bà giảm. Chị lỡ nói bữa nay là chung lên 100 đơn vé online là sẽ cho chung. Rồi sao? Trời ơi, thiệt không sự sao, không sao, mày không sao. Cái thời điểm này đã khổ lắm rồi. Mà hư điện thoại nó không biết sao luôn à trời. Thiệt, tôi khổ quá mà. Biết cái thẳng này ra dùm. Thằng dưới đất đó, mọi người thấy chưa? Không sao. À anh Hào Duy, tại vì em nhuộm tóc lại cho nó nhìn nó thư sinh hơn xíu xíu chứ nhuộm cái kia thì khi mà mới nhuộm thì nó đẹp, nhưng mà nhuộm một thời gian nhìn nó xuống màu, nhìn nó kỳ kỳ sao đâu. Thì bao giờ mọi người. Nó kỳ kỳ lắm. Anh rất tình mía nè hả, đâu vậy? Mọi người lấy ý hoài ở đây không phải bán mía gì chưa, bán vé với kem chuối thôi. Ai lận vậy anh Trang? Người mì nó quăng thùng nước đá vô mặt của Nguyễn Trung. Bơi lạnh ngắt. Tóc dạ, tao lấy cái bờ luôn. Hello 178 người đang xem. À chào anh Loan Thanh Bỏ nghe, chào tất cả mọi người. Rồi cả nhà ơi, combo cùng bữa. Hồn quá chị Như ơi. Thì cái bữa livestream này thứ nhất là chủ yếu là bán. Trời ơi, lắc lư dữ lắm. Bỏ đi. Điện thoại này đã cổ xưa lắm rồi nha. Vô càng ngày càng xa. Rồi tôi nói lại nha, là thứ nhất là cái buổi livestream này là chốt lại những cái lá vé mà còn lại, còn sót lại, động lại của đoàn thì cho với lại cho những quý vị nào mình chưa mua á, thì mình có thể mình mua những lá vé này ủng hộ cho đoàn hát vào tuần này. Tôi nói cái gì vậy? Rồi thứ vấn đề thứ hai á là để chung giải đáp thắc mắc cho tất cả quý anh chị nào mà mình chưa nhận được vé đó, mình đã đặt rồi mình chưa nhận được vé. Thứ ba á là để quý vị nào mà mình chưa biết cái cách thức mà chơi Loto online á, thì có thể Nguyễn Trung và Thảo Nhi sẽ hướng dẫn chi tiết lại hơn cho mọi người một lần nữa, để mọi người nào mình chưa biết thì mình có thể mình tham gia cùng với đoàn. Bé ơi em hơi lắng nghe. Rồi anh Trung đẹp trai sao khen. Nãy giờ xong mộ like bán bán vé mà cả nhà không mời khen Trung hoài nè, khen ông hoài với nói chuyện hoài, nãy giờ mà không mời vé gì hết trơn á. Nói quá trời nói luôn, không mời vé được gì chưa. Nè nè bạn Nguyên Lê nè. Bạn Nguyên Lê ơi, cho mình xin cái số điện thoại với lại địa chỉ nha, để mình giao vé cho bạn nha. Bạn Nguyên Lê là chốt một combo ngày thứ 7 nè. Cảm ơn bạn Nguyên Lê rất là nhiều nha. Trời ơi, khen điện trai rồi ngại quá. Cung. Rồi anh Cần ơi, mua vé ủng hộ em. Anh Cần ơi, tuần này mua chưa? Anh Đặng Cần nè. Tuần này chưa hết thân gia. Nữ hoàng Bắc Mâm. Thì anh Trung mày em chơi với kìa. Dạ. Ta chơi sao kìa? Bạn Minh Vương ơi, thì mua vé online đó thì bây giờ bạn dùng tài khoản ngân hàng của mình hoặc là Bimomo nó chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản online của đoàn đang ghi ở trong bình luận đó, thì 70.000 là một combo, chuyển xong bạn chụp ảnh màn hình là xác nhận đã chuyển xong rồi mình gửi vào bay đoàn, Nguyễn Trung sẽ gửi vé trực tiếp cho bạn Minh Vương luôn. Người gửi vé hôm nay trực tiếp là toàn là Nguyễn Trung không đó mọi người ơi. Đem một combo đi anh chị. Rồi cảm ơn Trịnh Nhật Hậu nhiều nha. Rồi cho em một combo bạn Trịnh Nhật Hậu á, thì cho mình xin địa chỉ với lại số điện thoại luôn nha bạn, để mình chốt vé mình giao cho bạn vào sáng mai luôn nha. Bạn chờ Trịnh Nhật Hậu nè, cho em một combo với lại là combo thứ 7 hay là chủ nhật luôn nha bạn. Có nha Khánh Đăng ơi, tuần này Nhi có hát nha. Bạn Minh Vương ủng hộ vé đi bạn, mình giới thiệu rất là chi tiết cách mình mua vé rồi đó. Còn khi mà mình mua vé xong thì Trung sẽ hướng dẫn cho mình cái cách mà hỏi cách chơi chứ đâu phải hỏi cách chuyển khoản. Không, cách chuyển khoản trước mới chơi được chứ đúng không? Mua vé được mình mới chơi được. Anh Trung ơi, chị người đẹp kế bên cạnh anh tên gì vậy? Anh tên là Nguyễn Thị Bé Heo nha mọi người nha. Rất là dễ thương, mẩm mỉm xinh xắn nha. Sau mà khoảng 3 tuần nghỉ dưỡng sau khi diễn như ngày 8 tháng 3, 9 tháng 3 đó, thì sau 3 tuần nghỉ dưỡng thì Nguyễn Thị Thảo Nhi đã chuyển thành Nguyễn Thị Bé Heo nha mọi người. Thảo Nhi có lò heo quay ở Chánh Hưng. Không, tròn tròn cho em, tròn tròn gì đó cái nào mình cũng tái múc gì đó cái luôn, bây giờ là múc mới dễ thương kìa. Thời của Thảo Nhi tới kìa, quá trời người khen Nhi rồi kìa. Múc gì đó mới dễ thương đúng không cả nhà? Heo là mình phải tròn tròn xíu, trăm ký đi rồi lăn luôn. Xuân trăm ký xuân. Trung xin nhắc lại là bạn Nguyên Lê á với lại bạn Trịnh Nhật Hậu á, thì cho mình xin địa chỉ với lại số điện thoại để mình ship vé luôn nha.
cảm ơn bạn Minh Vương rất nhiều. Mình sẽ để tóc đen hoài hoài luôn. Ủa, hello chị Liên ơi, chia sẻ live stream giùm em đi, mất mất thi cưng. Chạy khen đẹp cũng được, nhưng mà cái là mua vé thì càng được hơn. Nhìn ốm cái mặt nó hốt, mà hai cái mặt nó hốt dữ lắm, với cái ốm cái xương nó nổi. Tại em mới coi lại cái clip cũ của chị á. Mặt thẳng như con khỉ luôn. Thẳng gì nè. Nói gì dữ vậy? Bé này thẳng thẳng như vậy. Bây giờ như con mèo. Hồi đó như tôi cũng không, giờ bây giờ chị bắt mua. Dạ hello, chào chị Liên Hương. Chị Liên Hương ơi, có bé chưa ủng hộ hai đứa em đi chị. Đó. Ngày hôm nay là chị lộ giao danh số là Nguyễn Trung với lại Thảo Nhi bán được 100 đơn. Thì tuần sau mới cho Nguyễn Trung với Thảo Nhi gì? Đang bắt trước lời nè. Đau lòng. Rồi cả nhà thương hai tụi em, nó thương Nguyễn Trung và thương thương Thảo Nhi, thì cả nhà mình ủng hộ cho nha. Hai anh em Thảo Nhi nha. Ủa mắc gì thương má. Thương hai người, thương đoàn luôn, đó ủng hộ cho đoàn. Và những phần thưởng của hai bạn Trịnh Nhật Hậu và chốt của ngày đó, cảm ơn bạn Nhật Hậu rất là nhiều nha. Ngày chốt rất là chi tiết đầy đủ luôn, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bình Dương hả? Bình Dương thì bạn bây giờ hiện tại Bình Dương mình sẽ ship vé, ngày mai không có kịp. Thì bạn Hậu á, thì bạn chuyển khoản online giùm mình nha. Thì mình xong rồi mình chụp và gửi bay đòn để mình gửi vé trực tiếp cho bạn luôn, nó sẽ dễ hơn. Tại vì ngày mai gửi vé thì nó sẽ không tới Bình Dương kịp đâu. Mua đi. Mua đi mai ăn cơm. Bé heo của người yêu chưa? Mời làm mai chơi em. Cảm ơn Lê Vẹn nha. Ngọt năm thành. Bé heo có người yêu chưa? Có chưa? Em chữa có người yêu. Bé heo chưa có người yêu, chỉ mới có chồng thôi nha mọi người. Dạ. Em chữa có người yêu. Tao kém gỡ. Rồi cả nhà ơi, cái nhà chia sẻ live stream và ủng hộ giùm cho Thảo Nhi với Nguyễn Trung nha. Đó, nếu như mà đêm nay mà bán không được trên 100 đơn á, bữa đó công diễn luôn ở nhà, ngủ tiếp là cô nhân tiếp đó, rồi bắt đầu Nguyễn Trung là một chàng trai nó ngủ xong rồi nằm nhà ngủ, không có đâu, đóng đồ rất tốt, không dám có chuyện ngủ đâu nè, từ sáng tới chiều cứ thế luôn, xem làm vé từ sáng tới chiều rồi mới mốt đi diễn. Thôi chị Tiền ơi, chào chị Tiền, hello chị Tiền. Chị Tiền mua bé chưa ta? Chị Tiền ơi, có bé chưa chị yêu ơi? Ủng hộ bé giùm em nè chị. Anh Trung có ní kia chưa? Kìa trả lời đi. Trả lời đi, có đưa ní chưa kìa? Chưa có. Nguyễn Trung chưa có người yêu mà có vợ rồi. Có nguyên một câu lạc bộ những bà vợ. Thì chút xíu nữa Rumi sẽ chia sẻ câu lạc bộ những bà vợ của Nguyễn Trung. Gì đây? Đỗ Song Nguyễn, bé lô tô tỉnh ship chủ nhật không Trung? Mua 4 combo rồi. Đỗ Song Nguyễn. Rồi cảm ơn chủ nhật mình ship sẽ không kịp đâu anh, tại vì mình ship tỉnh đó, thì có thể là 2 ngày hoặc là 3 ngày mới tới, thì sợ ship là sẽ không đến tay mình. Thì tốt nhất là mình chỉ cần mình có cái tài khoản ngân hàng thôi, mình chỉ cần ra ngân hàng nè, mình đăng ký một cái tài khoản online thì mình tải cái app đó về mình chuyển rất là tiện. Hoặc là ví Momo, mình xài ví Momo thì mình liên kết với ngân hàng mình chuyển tiền, nó không có bị tốn phí ship của mình. Và nó vé của mình sẽ đến tận tay của mình sau khi mình chuyển tiền là khoảng 2-3 tiếng là chúng em sẽ gửi vé rồi. Có người check tin nhắn sẽ gửi vé. Phạm Thoại đặt cho tuần sau luôn hả? Rồi, ok bạn Phạm Thoại luôn. Chốt cho Phạm Thoại tuần sau luôn chị. Cho mình xin số điện thoại, địa chỉ nha. Số điện thoại nha bạn Phạm Thoại, số điện thoại và địa chỉ. Combo thứ bảy hoặc là chủ nhật tuần sau thì mình nhắn cho mình, comment lên cho mình luôn nha, để bộ phận chốt vé chốt giao cho bạn và tuần sau luôn. Bộ gì vậy? Rồi cả nhà ơi, cả nhà ơi, chia sẻ ra rộng rãi bạn bè nè, đó người thân mình vô nha, để mua vé online dò số như cả nhà. Rồi, theo thông tin thống kê thì còn khoảng 10 combo vé nữa thôi, thì quý vị mình mua 10 combo vé cuối cùng này, Nguyễn Trung với Thảo Nhi sẽ up cái livestream này. Khoái luôn nè, thì mua 10 combo đi bạn. Trung ơi, vé thứ 7 của em 5 vòng giống y chang nhau chị khác. Đúng rồi, 5 vòng. Không sao bạn Tuấn Khanh ơi, miễn nó khác còn gọi là được rồi, còn bé giống nhau thì cũng không sao. Có vợ rồi. Kiệt Võ thì như Trung nói là Trung chưa có người yêu, nhưng mà có một câu lạc bộ những bà vợ rồi, 2, 4, 6, 3, 5, 7 thì cũng full lịch hết, chỉ có chủ nhật được nghỉ xa hơi thôi. Rồi Lumi ra nha. Lumi là tránh cung, không phải quý phi. Mấy con kia là đang ở trong dịch định thôi.
lắm Thảo Nhi luôn. Chết mẹ rồi. Thôi để cho Thảo Nhi Thảo đi đúng không? Thôi Nhi chia sẻ về chuyện đời sống tâm tư tình cảm để cho tất cả mọi tâm người tâm lý xã hội. Có gì đâu tâm sinh lý. Ra đây là nói đi mọi người nha, tại chung bị tuôn tuôn cái lời ra nhiều quá quên Thảo Nhi. Thôi từ nay mình phải tập quá. Bữa nay nói đi. Nói đi Nhi. Nói gì vậy? À rồi ok bạn Thỏ Con nha. Rồi cả nhà ơi nhanh okay, tay okay. Nhanh tay lên giùm em nha cả nhà. Đó. Ở trên livestream đó có ghi số tài khoản nè. Đó rồi ạ. Facebook số điện thoại. Làm cụ giáo hả má? Làm quốc khải nha. Vậy. Làm quốc khải ai lẹ đi. Mà làm cô giáo hả má? Chứ kêu nói gì mình bây giờ mình nói gì chứ nói gì vợ. Ờ cả nhà mua vé giùm em nha. Nó cùng nó đi lên nè. Không nó nghe nè, không có quả, không có dân hôi nát mà có nhi heo được không, chứ Nguyễn Trung Đớt được không? Dễ thương nha nè. Bạn Quyên Lê ơi, cho mình xin số điện thoại nha bạn, để mình chốt vé cho bạn nha. Tại bạn Quyên Lê hình như là có chốt vé nhưng mà chưa có số điện thoại á. Đập quá tươi lắm. Trời đập quá tươi, cái lúc sau này thấy ngộ quá đã lắm trời. Rồi, Thảo Nhi muốn chia sẻ gì chia sẻ đi Nhi. Cả nhà ơi, cả nhà. Đó thì tôi nói gì quên mất tiêu rồi. Vậy giờ định nói gì quên mất tiêu rồi. Nè chắc ơi mọi người. Cái bài qua, biết bài qua. Rồi, nhắn trên fanpage. Có thể nhắn trên fanpage. Rồi, cảm ơn. Nhưng là cả nhà ơi, nhanh tay chỉ còn một số combo vé đó thôi đó. Rồi cả nhà mình nhớ nhanh tay giùm em, số lượng có hạn nha. Đó, mình nhắn vô like nè, đó, mình chấm một cái nè, đó. Cảm ơn bạn Nguyên Ly rất nhiều nha. Rồi còn khoảng 7 combo nữa thôi thì mình sẽ kết thúc. Mọi người ơi, ai mua hết 7 combo vé ngày hôm nay, Luna sẽ ăn nguyên cái cục tạ. Căn thừa trời độc đắc như quý vị. Ai mua hết 7 combo Luna nó sẽ cục tạ. Cái gì vậy na? Rồi. Ê nè, Sô đang uống hóc môn cho cơ lạnh đó mấy. Đang uống teo cơ mà sao lạnh gì vậy? Không, có lẽ em không có nổi gân tay nhiều. Nó mà cầm cái cục này thôi, nó bắt đầu gân tay lên. Đó mọi người ơi, thứ nhất là ủng hộ bé. Ê đây, bạn Phạm Thoại một combo chủ nhật tuần sau nè. Có nãy lời thôi, chơi đẹp. Chốt đơn cho Phạm Thoại. Chốt đơn, cầm cái đơn liền mới liền. Rồi, cảm ơn Phạm Thoại nha. Chốt đơn. Chốt đơn cho Phạm Thoại. Rồi cả nhà ơi, chỉ còn vài combo nữa thôi, cả nhà mình tranh thủ nè, đó. Số lượng có hạn, mình dò cho vui cả nhà. Đó, buổi chiều tối thì mình chốt lại điện thoại nha. Mình có đi đâu chơi, mình ở nhà mình buồn. Đó mình cầm cái điện thoại lên, cái mình vô trang fanpage đoàn Lucas Sài Gòn Tân Thời, cái đó lên cái là chim. Cái là chim, cái mình vô đó, cái bắt đầu có chương trình tổ số. Chương trình tổ số khi mình lấy vé ra cái mình dò. Mình dò xong á mình trúng thì mình nhận gấu. Mình không trúng thì cái vé đó mình cầm mình để bên bên, mình để dành, mình để đó. Mình nhiều khi mình xiết con hạt, cái bông sen vậy đó. Đó rồi. Nó còn 6 combo nữa nha mọi người ơi, chốt 6 combo nữa nha. Đặt rồi. Tức sang nè, thật sự là có cái câu hỏi này thì cũng có rất là nhiều người hỏi Chung rồi. Thì bây giờ sẵn Chung cũng nói luôn là mọi người hỏi sao mà Chung không có giả gái. Nếu mà Chung giả gái nhìn chắc cũng được lắm. Câu hỏi này em, thật sự là em trả lời. Nghĩ sao vậy? Ta gì cho ta giả gái? Giả gái là bà lỗ có lên lương cho. Em tỉnh đi. Thôi để thôi trả lời luôn. Thật sự thì Chung sợ Chung giả gái đẹp hơn Lumi, tội nghiệp Lumi thì em đi chết. Chiếm cái ngôi ngọc nữ của Lumi thì tội nghiệp Lumi lắm, thôi để cho Lumi giữ cái ngôi đó đi. Với lại Chung giả gái nó chơi chứ cũng thấy gớm lắm mọi người ơi, ghê lắm. Làm con trai thì coi được chút xíu. Tuần này hay tuần sau chốt đơn là cô gì to lên cho em. Chốt đơn là to lên. Là to lên hả? Chốt đơn cho Phạm Thoại. Chốt đơn cho Phạm Thoại. Phạm Thoại xin chữ ký của 30 người trong đoàn. Chốt đơn cho Phạm Thoại. Ok, cảm ơn bạn Phạm Thoại rất nhiều. Một combo nữa đâu vé rồi. Đây một combo được quăng nè. Một combo nè, quăng mà đây là quăng một combo nè. Rồi chốt đơn cho chị Trịnh Thành Dương. Chốt đơn cho Lê Hữu Nguyễn Quang nè. Chốt đơn giờ từ Tiến Thánh nè. Chốt đơn Bảo Như Bo đó nè. Cái gì vậy? Chốt đơn cho Minh Dương nè. Rồi hết đơn rồi. Hết đơn rồi mọi người nha. Đấy xô nghe để lấy đơn nè. Còn đơn mới nữa, bây giờ là hết một đợt rồi cả nhà. Bạn Thành Dương nè, chốt đơn cho mình với đoàn. Bạn Thành Dương nhắn giùm mình combo, số combo bạn muốn
mua thứ bảy hay chủ nhật nè. Rồi địa chỉ số điện thoại mình sẽ gửi vé cho bạn nha. Rồi bạn Trần Hòa cho anh một combo thứ bảy và chủ nhật. Rồi anh ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Chốt đơn cho anh Trần Hòa. Chốt đơn cho anh Trần Hòa nè. Đó. Kiện hàng mới rồi chốt đơn nè. Rồi chốt đơn cho anh là Tommy Lê nè. Tommy Lê nha. Quắc Lương nha. Huỳnh Hồng nha. Huỳnh Hồng. Rồi ai nữa? Rồi giờ chưa thấy. Rồi giờ chuẩn bị lên. Rồi bấm lên giùm em chấm cái nè. Chấm lại nè. Rồi giờ chưa ai chốt. Chốt nè. Chốt là Thành Dương nè. Thành Dương nè. Giang Tay nè. Chết rồi. Bác Ái nè. Giờ Chôn Gia nè. Đạt ơi. Đạt ơi. 40 đơn rồi Đạt ơi. Lẹ đi, lẹ đi. Giao liền trong đêm nay luôn nha quý vị. Cả nhà ơi, chia sẻ là mình dành dùm em đi nha. Tại vì số lượng có hạn, đơn hàng có số lượng có hạn nha cả nhà ơi. Có combo nhanh tay dùm em, nhanh tay dùm em. Nhanh cách like mà lại cái chung dùm em cả nhà ơi. A Bảo Như Đỗ ở quận 8 hả? Thì bây giờ nhắn cho mình địa chỉ đi, tại chung thì ở. Có đặt kem, có đặt gì hết trơn luôn. Có đặt rồi đúng không? Chị Bảo Như Đỗ là đặt một kem, hai kem, một phim tố với một nửa ký chả bò thì chị có đặt trên vé hay sao để thì mai cho em ship chung luôn. Anh Trần Hòa có chốt thêm kem chuối nữa nè. Chốt thêm kem chuối. Kem chuối nha. Chốt cho anh Trần Hòa một combo chủ nhật, một combo thứ bảy và hai kem chuối, đã có địa chỉ đầy đủ. Trung tố rồi chị. Một tràng pháo tay cho anh Trần Hòa. Vỗ tay cho hai kem chuối. Hello. Trời ơi. Có số điện thoại không? Có số điện thoại. Hello Minh Bảo Nguyễn. Lên xin tố mít nè cả nhà ơi. Rồi chốt đơn cho Phúc Thái nè. Phúc Thái chốt đơn. Rồi chốt đơn cho Hồ Văn Bình nè. Hồ Văn Bình chốt đơn. Lê Thị Gấm nè. Lê Thị Gấm chốt đơn. Hồng Thị Hoa nè. Hai chị em. Lương Thị Nụ nè. Hai anh em nha. Bác Ái Tình Ta nè. Tình Ta đó. Cái gì vậy? Cái cùng nó đi cái gì vậy trời? Đâu ơi đâu rồi. Cảm ơn anh Thành Tâm nha. Mọi người ơi, xe cái live stream này, xe đi, xe cái live stream thì đi xe. Xe thằng nhiều mà. Cả nhà ơi, xe chiên giùm em đi cả nhà ơi. Dắt nặng ra nha. Dắt nặng ra nước cam xe đi. Đang đẹp. Bây giờ mình cái coi ăn đẹp kìa. Mới là bắt sướng nó đó. Cười cái. Rồi luôn đi. Có tiền không? Chốt đơn cho Tòng Văn Thành nè cả nhà ơi. Chốt đơn cho ba người ở đây, ai có tiền không? Ở đây có tiền không? Em xin dành một suất cho một người nuôi em trong cái mùa dịch này nha. Một tháng em chỉ ăn có 20 triệu thôi. Ở đây ai có tiền không? Ai giơ tay. Rồi không ai có tiền chơi mình luôn. Mai giao khi nào vậy? Có tiền không? Với lô tô đi. Mai giao khi nào? Mai sáng đoàn sẽ giao nha, khoảng mai. Họ hỏi Đạt cho Mai giao tầm mấy giờ. Anh Đạt ơi, Mai giao tầm mấy giờ được anh Đạt ơi? 6 giờ gửi sổ hay 5 giờ giao đi. Không. Ở đâu? Ở Trần Hòa này ở đâu vậy? Trần Hòa cả nhà ơi, ở Hồng Bàng nào bây giờ thành Sài Gòn quận năm giao mau có quận năm. Nói chung là ngày mai buổi sáng thì nói chung là anh shipper có anh shipper muốn giao giờ nào giao buổi sáng thì trước giờ sổ số cho anh thôi. Sáng thức dậy thì anh shipper sẽ giao buổi sáng, có thể là giao buổi sáng cho mọi người từ khoảng 8 giờ cho đến khoảng 1-2 giờ trưa là sẽ kết thúc cái buổi giao luôn. Thì mọi người sẽ nhận được vé trước cái giờ sổ khoảng 3-4 tiếng để mọi người chuẩn bị. Mình xin chào Lê Thanh Phú nha, Lê Thanh Phú là chắc có tiền nè. Hello Lê Thanh Phú em ơi, chia sẻ lấy chim giùm đi cô gái ơi. 30 combo cho Lê Thanh Phú giùm em. Chốt đơn cho Lê Thanh Phú. Chốt đơn cho Dương Tấn Thanh nè cả nhà ơi. Rồi Lê Thanh Phú vô chia sẻ là chiên quá luôn này. Rồi 153k lượt xem rồi. Chốt đơn cho Trần Quà nè. Chốt đơn cho Trần Quà nè. Chốt đơn cho Trần Quà, Trần Quà không vậy? Chốt đơn cho Dương Tấn Thanh nè. Chốt đơn cho Nguyễn Trung nè. Anh Dương Tấn Thanh ơi, mình ship tỉnh Đồng Nai thì hiện tại là ship vé có tuần sau, mình thứ hai, thứ ba mình đặt thì tụi em mới ship được. Tại vì ship ngày đầu tuần thì mình mới tính kịp tay của mình để dò nha. Còn bữa nay là ngày mai đã sổ rồi, tụi em sẽ không có giao kịp. Bây giờ nếu mà muốn mua mình mua online giùm em nhanh. Online em có ghim cái cách thức mua online ở trên bình luận đó nhanh. Ok bạn Phạm Thoại, hồi nãy Trung có chốt là xin chữ ký 30 người trong đoàn rồi. Trung có ghi lại rồi nha. Chắc chắn sẽ có chữ ký nha. Rồi có chữ ký của anh Út đánh đờn luôn, yên tâm. Có vợ anh Út ngồi luôn. Rồi chốt đơn cho cụ Hòa đi về cùi bắp lôi lôi nè. Cụi bắp lôi ừ. Rồi chốt đơn cho Tòng Văn Thành nè. Chốt đơn cho Dương Tấn Thanh nè. Rồi chốt đơn cho Lương Thị Phượng nè. Rồi anh Dương Tấn Thanh này là ship 20 vé, bên em bán combo tức là một combo 7 vé thì mình mua 24 vé luôn được anh. Nếu mà mua 4 24 24 21 là 3 còn 24 là 20
7 x 3 là 21 chứ. 21 một combo 6 vé mấy chị. 4 Trời ơi. Đúng rồi. Tôi em không dạy nữ văn nữa, em chỉ có em dạy toán học cho mấy cái con mà dốt toán học. Ê, em có tao nha. 21 vậy nha. 24. Nhắc em một lần. 6 lần 4 24. 6 lần 4 24. Rồi chốt đơn cho anh Dương Tấn Thanh luôn nha. 24 combo nhanh anh có thể anh nhắn giùm em cái số điện thoại này, địa chỉ của mình để tuần sau đầu tuần chúng em sẽ gửi vé cho anh trực tiếp luôn nha. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Anh để tiếp tên anh vé. 4 combo. Dạ, yeah, này phải được bóp combo luôn. Để chưa. 4 combo thì nhận ba vé bình thường. Cái nhà chắc là chỉ còn kiện 2 cái nhà thôi cái nhà ơi. Cái đấy thì 6 được nó đổi áo chưa đây chim đi. Anh cho địa chỉ với số điện thoại anh Dương Tấn Thanh, nhớ nhắn giùm em địa chỉ với số điện thoại nha anh. Sài Gòn nha mọi người ơi, nhắc lại là Sài Gòn nha mọi người ơi. Anh mua tuần sau. Tuần sau hả anh ơi, rồi tuần sau. Đó, tôi nghĩ là nhờ 4 đơn thì của anh là tuần sau Nguyễn Trung được hát đó. Đúng rồi. Bây giờ nhận luôn. Ai mà mình ở tỉnh á, vậy mà tuần sau rất quyền có mình luôn đó. Mình... Mọi người chốt không? Chốt. Bây giờ Nguyễn Trung và Thảo Nhi bán luôn vé của tuần sau luôn. Ai mà mình muốn ở tỉnh á, anh cho anh số tài khoản. Ok anh Dương Tấn Thanh, bây giờ ở dưới bình luận chúng em có ghi cái là số tài khoản đó thì mình chuyển vào số tài khoản này giùm em nha, rồi mình chụp xác nhận là đã thành công mình gửi vào bay đòn thì em sẽ xác nhận với anh, em gửi vé cho anh tuần sau nha nha anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tâm Trương cách mua vé sao? À anh Trương nói đi. Tâm Trương ơi, bạn ở đâu? Bạn ở Sài Gòn hay ở tỉnh? Nếu như ở Sài Gòn thì ngày mai tụi mình ship luôn. Còn nếu như ở tỉnh thì bạn phải mua online nha. Hoặc là bạn chuyển khoản bằng ví Momo hoặc là qua số tài khoản của chị Lộ để tụi mình hả chụp vé cho bạn đi ban chơi liền luôn á. Bạn có ngay luôn nha. Ai ngọt nước vậy? Còn nếu như đâu ai? Anh Kiều Phương khen, Kiều Phong khen Thảo Nhi ngọt nước kìa. Còn nếu như anh mà không nước có biết cách như thế nào thì em sẽ đem vé cho anh nha. Đó, đặc biệt anh ở đâu anh sẽ lên gặp em đi. Để em chỉ cho anh mua như thế nào. Đó, anh có năng gì nhắn tin cho em nhìn bắt em nha. À, ngày hôm nay thì có dịch vụ ship tận mùng nha. Thảo Nhi sẽ ship tận mùng cho tất cả quý khán giả nào. Lâu lắm không được coi rất quyên kìa. Lâu lắm không được coi rất quyên. Rồi rất quyên đi. Quá trời luôn không biết. Bây giờ mọi người ủng hộ một combo đi rồi giờ người đẹp Luna thì rất quyên tại đây luôn. Thì quá quyên tại rồi. Thì phải một combo mình rất quyên mình muốn hai. Ok chị Thảo con. Ok em sẽ ký tên luôn cho chị luôn. Có rồi, chị có ghi Thảo con em nhớ chị này. 4 combo cho tuần sau. Ok cảm ơn chị Thảo con rất là nhiều. Em sẽ ký tuần 10 chữ ký lên cho chị luôn. Áo hồng đẹp quá. Áo hồng đẹp quá. Ngại quá à, hôi khổ quá, đừng có theo vậy. Con này trời ơi, làm khổ luôn rồi. Chừa hơi cho anh hát chứ. Chừng nào chị Luna có vợ vậy anh Trung ơi. Không có Luna. Một câu hỏi rất duyên dáng, rất dễ thương. Câu trả lời như sao? Tặng nhiều cành bông cho Minh Bảo Nguyễn. Câu trả lời dành cho em. Câu trả lời dành cho Minh Bảo Nguyễn là khi nào chị Lumi có chồng, ủa Lumi có vợ thì Luna cũng sẽ có vợ theo. Điều đó. Không trả lời hơi lạnh nha, cho mượn cái màn coi. Hello cái nhà chia sẻ là chim đi cả nhà. Chắc là ơi. Chị cần áo ấm nha. Hơi lạnh nha. Không có đâu. Nó lạnh từ đầu mùa tới giờ mà. Chào Nguyễn Thanh Sang, chào anh Nguyễn Thanh Sang. Tuần sau đi để anh Sang ơi mua vé ủng hộ cho đoàn cho Trung đi anh. Gì? Làm người yêu đó. Anh áo hồng ơi. Bạn có người rủ bạn ơi bán trước tuần sau luôn để lấy sức dễ. Bây giờ tụi em bán trước tuần sau luôn. Bây giờ tụi em bán tuần sau luôn nha mọi người. Vô luôn. Trong giờ tuần sau là sẽ có tiết mục rất quên. Nếu mọi người ủng hộ nhiệt tình đó, chốt đơn cho em. Chốt đơn thật mạnh cho em, lấy xe lấy chim thật nhiệt tình nha cho chúng em. Chốt cái đơn em quăng nè. Mà có một mình cần người dò phụ mua bao nhiêu vé? Dạ không sao anh, tại vì mình mua theo combo thì mình dò theo từng vòng mà thật sự không có nhiều vé đâu. Mình dò một đêm một combo nó 5 vòng mà mình dò một vòng có một vé thôi, bởi vì anh mua 4 combo thì một ngày mình dò có 2 vé nè, không sao đâu anh. À cảm ơn anh Ruby Phạm nha. Mình xài cái bánh răng loại tốt á, bởi vì cái răng mình nó trắng với lại nó cái nút của nó quéo lại bớt nên nó xinh hơn. Chị Lumi sao lóc em vậy kìa. Lumi sao lóc em vậy kìa. Lumi sao lóc em. Thông cảm đi cả nhà ơi. Tại vì Lumi bây giờ đang vô tim hormone á. Nhiều khi vô có chắc đó, bây giờ đầu óc không có được tỉnh táo. Có ăn bơ hả? Đó bây giờ tự nhiên là thích ai lóc ai là lóc. Cho nên cả nhà mình đừng có buồn gì nha. Tự nhiên lóc xong rồi bắt đầu chuẩn bị rồi tự nhiên ẹt lại cả nhà. Đó cả nhà cứ yên tâm đi không. Vài bữa sau là ẹt lại nha.
anh Trương cách mua vé sao? À, anh Tâm Trương ơi, thì cách mua vé nãy giờ giờ như tụi em nói là mình một là mình mua ship, chúng em sẽ ship vé trực tiếp luôn, là dành cho anh chị nào mình ở tỉnh xa, thì mình mua vào thứ hai thứ ba đầu tuần á, thì cho chúng em địa chỉ nè, số điện thoại nè, với lại chốt mua bao nhiêu combo, chúng em sẽ ship vé trực tiếp, hoặc là mình mua bằng cách tiện nhất là mua chuyển khoản online trên cái bình luận mà chúng em ghim ở trên này nè, mình chuyển khoản xong chụp gửi qua, chúng em sẽ gửi vé trực tiếp cho mình luôn nha anh. Gì vậy? Em không ăn đi gì? Tặng chữ ký đi kìa. Mọi người ơi, ủng hộ cho tụi em để tuần sau tụi em có sức diễn nha mọi người. Thật sự là trong những cái ngày trước đó tụi em không được bước lên sân khấu, thật sự rất là vả. Minh Bảo Nguyễn, chị Romy chừng nào hết BD mấy anh chị? Em đừng nói như vậy, em chị sẽ có lỗi với tổ. Khi nào BD trời đất nhập thành một, núi trẻ thành hai ngọn, thì lúc đó Rumi sẽ hết BD nha mọi khi người. Khi nào mà Nguyễn Trung đi lấy vợ, Rumi sẽ hết BD. À, BD em hát của nhà bạn. Lắm thì Rumi. Bạn Quỳnh Ngọc ơi, bạn Minh Bảo Nguyễn chỉ giỡn thôi, không có vấn đề gì đâu nha. Không nên căng thẳng, vui vẻ. Anh áo vàng là ai mà đẹp trai kìa? Anh áo vàng là anh Nguyễn Trọng Quang các bạn. Nguyễn Trọng Quang. Tên thay xanh luôn đó. Rồi tự nhiên quẹo vô hẻm vậy. Lâu lắm rồi không thấy Chế Nhi. Không có hậu. Dạ lắm rồi, lâu rồi cũng không được gặp cả nhà, cũng nhớ cả nhà mình nhiều lắm. Rồi cả nhà ơi, chỉ còn vài combo nữa thôi. Đó, nhanh tay chia sẻ lấy chị giùm em cả nhà ơi. Chào. Mua giùm em một combo, mua giùm em combo. Chào anh Nguyễn Hùng Cường. Chúc 40 đơn cho anh Nguyễn Hùng Cường, ông Quỳnh Bảo Hoàng Vương. Chào anh Vương nha. Chúc đơn bao nhiêu đơn nha. Hello anh Tồn nha. Mình chơi Facebook để làm cái gì? Mình có điện thoại để làm cái gì? Mình vô coi để làm cái gì? Mình chấm một cái, mình tè một cái nha mọi người. Để mình giữ được cái tương tác. Mình sẽ được lên fan cứng của đòn. Nó sẽ có cái biểu tượng fan cứng. Nếu mà mọi người xem, mọi người không comment, mọi người không chia sẻ, mà mọi người sẽ không ủng hộ vé, trong khi đó đồng nghĩa với việc mọi người rất là vô tâm. Cho mình mượn thêm cái mền. Chàng áo ấm không ta. Cho một chiếc áo lông ngỗng. Hay là mặc áo dài của bà lộ. Ok nha. Anh Thành Dương nha, chuyển khoản Momo. Ok anh, em bốc bay rồi thì phiếu em sẽ gửi vé trực tiếp cho anh luôn. Em sẽ là người gửi trực tiếp luôn. Kìa. Sao em ngồi ở đây mà không khen em, mà tự nhiên khen con bé áo hỏng ngoài sau rồi vậy? Nó né coi. Áo vàng lanh quá dễ thương nữa kìa. Em căng vàng mà ngủ quá. Con này từ đi. Mọi người ơi, ông đâu mua vé đâu nha, chứ cứ khen hay. Mọi người ơi, giữ tương tác giùm em. Chấm một chấm. Xe la chim, xe mạnh cái la chim, rộng rãi đến 10 nhóm họ nhóm cho em. Một trang vào trang cá nhân. Một ngàn xe Lumi sẽ lấy vợ nha mọi người ơi. Thằng Nguyễn Trung nó phùng nó điên không? Mọi người cứ xe đi, không có vấn đề. Cái này mới có 100 mấy nữa. 2000 xe Luna sẽ đi chuyển giới nha. Trời ơi. Chị Nhi dễ thương kìa. Lên 500 lượt xem, Nguyễn Trung sẽ giả gái nha cả nhà. Trời. Giả lộn nha cả nhà nghe. Lên 500 đi, chị sẽ 500 Việt Nam, nói là làm. Đó, là nhớ làm. Mình nên chị làm, ai đâu làm. Con gái mà em. Tự nhiên dắt nó đi vô. Chị là con gái mà, nói kỳ vậy. Không có, nếu như mình vậy á, nếu như mà 500 lượt xem, 500 lượt xem, em sẽ làm gà BD tiếp. Ủa, là đó vậy chị, là BD không? Không có chuyện gái mà. Ủa là làm BD đó là không anh. Tính nói gì quên mất tiêu rồi. Thật sự là Chung không có dám giả gái, tại vì sợ giả gái sợ thì có thêm một câu lạc bộ những người chồng nữa. Em hết anh giả gái. Biết hơi lạnh rồi, chà má rồi. Mọi người ơi, quay lại vấn đề nha. Chỉ còn khoảng vài combo nữa thôi thì sẽ kết thúc buổi livestream hôm nay và sẽ kết thúc cái tuần bán vé này. Vì vậy mọi người nào mình muốn tham gia cái buổi diễn này, tham gia dò vé của buổi diễn ngày mai, ngày mốt, ngày thứ bảy chủ nhật thì mọi người hãy nhanh tay đặt vé cho Đòn nha mọi người. Thì ở dưới ghim cái phần bình luận chúng em có trời ơi, tôi gặp nó làm tôi mất hứng hoài. Ghim cái phần bình luận thì chúng em có hướng dẫn cách thức mua vé đó. Đòn không ai đẹp bằng chị Nhi, vừa lòng chị chưa kìa. Wow. Chiếu hầu quang. Coi được bao nhiêu người xem nữa nha.
chiếc màu quan rồi kìa. Chị áo hồng đẹp gái quá. Cắt liền, cắt áo hồng liền. Quay qua đây liền, quay, cắt liền, cắt nó liền, quay qua đây. Nó làm khùng làm điên gì mà sao vậy? Rồi còn ai mình chốt mua vé nữa không, ủng hộ giùm tụi em nha. Ngoài vé thì xin nhắc lại sẽ còn có kem chuối và bộ combo xinh đón mít đủ vị nha mọi người.